được, chấp nhận được hai cái máy này, ngành cái ngành đấy. Hello anh em nhé, chào mừng anh em lại quay trở lại với video của DC. Thì hôm nay mình đang có mặt tại chỗ anh Thái. Anh Thái là một trong những khách hàng mà thân quen với mình là 10 năm nay rồi. Thì hôm nay mình có vào mình giới thiệu anh Thái một cái dụng cụ để anh có thể hỗ trợ cho công việc về làm nội thất của anh. Thì trước thì anh Thái hay làm trực tiếp bằng tay đúng không? Toàn làm bộ bằng bàn chải bằng tay hết. Thì không có những cái hỗ trợ nhiều thì làm nội thất nó cũng rất mất thời gian. Lâu đúng không? Thì hôm nay em sẽ test thử cho anh để làm nội thất chỉ cần hai cái máy thôi, để anh sẽ phục vụ công việc làm nội thất của anh sẽ nhanh như thế nào và hiệu quả ở đâu. Thì bây giờ em sẽ làm trực tiếp cái ghế da này của anh nhé. Đây nhìn cái ghế da này, ghế da này trực tiếp là xe này, xe của anh Thái luôn đó. Anh nhìn trực tiếp làm xưởng đó. Thì hôm nay mình sẽ test trực tiếp trên cái ghế này bằng hai cái máy, đó là một máy dọn nội thất bằng khí lén và một máy Tolado. Cái máy này thì nhiều người đã biết rồi đúng không ạ. Hôm nay mình sẽ sử dụng hai cái máy này để phục vụ công việc cho anh Thái nhé. Máy đánh bằng hơi này nó sẽ đánh sơ bộ ban đầu để làm bề mặt nó sạch. Còn cái súng Tolado có tác dụng là nó sẽ bắn sạch cái tất cả dung dịch và tất cả những khe kẽ còn lại, nó sẽ bật hết những cái bẩn ở phần khe kẽ ra. Và cái máy nó có thể tác dụng làm thêm cả những cái răng khe kẽ bản lề các thứ đều làm hết. Thì mình sẽ test thử cho anh em xem luôn nhé. Đầu tiên mình xịt dung dịch lên nhá. Đó, sau đó mình dùng máy mình đánh này. Mọi người nhìn thấy đi một đường này, nó đã khác biệt hẳn này. Đúng không ạ? Ok, thì đây là mình đánh xong bằng máy này. Đây mình sẽ lau đi. Mình sẽ lau đi. Đó, đây là xong bằng máy nhá. Xong bằng máy này rồi. Nếu thường mọi người sẽ dùng một khăn ẩm để mọi người lau, một khăn khô để lau hóa chất và một khăn ẩm để lau lại, thì toàn bộ phần khe kẽ và tất cả đường chỉ may này nó sẽ không thể nào sạch hết được, đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ cần giải quyết được sạch được ấy thì nó mới hết được mùi được. Tại vì khi mọi người làm như này mà mọi người lau không hết được ấy thì khi mình đi để chờ ở dưới ánh nắng ấy, đi lâu sẽ có mùi hôi, có dung dịch nó bốc lên. Thì bây giờ mình sẽ dùng bằng cái máy chuyên dụng này mình đánh nha. Mọi người nhìn thấy này, đây là rất sạch rồi nha, mọi người nhìn thấy này, rất sạch rồi nha. Đây là cái bên mình chưa đánh nhá, nhưng mình chỉ cho mọi người thấy này, đây là máy Tolado nhá, chưa dùng đến máy đánh nhá, nó sẽ có tác dụng này. Nhìn mọi người nhìn này, nó cũng sạch luôn này. Đó, đây là máy Tolado nhá, nó có lốc xoáy nhá. Thì mình không cần phải sử dụng đến máy đánh bằng hơi, nó cũng có thể sạch được như này rồi, nhưng có hơi nó rất là nhanh. Thì mọi người biết được hai cái máy này nó có cái độ khủng khiếp thế nào trong cái công việc anh em làm dọn nội thất. Đó, trước thì không có những công nghệ cao siêu thì hai cái máy này không thể nào thiếu được. Và hiện tại những trung tâm trong xe không thể nào thiếu được hai chiếc máy này trong một trung tâm trong xe. Đó, thì mọi người nhìn thấy đây, đây một lửa mình chưa làm này và một lửa mình làm rồi này. Mọi người thấy như nào, anh Thái trực tiếp thấy này. Đẹp, sạch. Anh có thấy nhanh hơn không? Nhanh hơn không? Đây là mình là người đã làm nội thất. Anh đã làm được bao nhiêu năm rồi? Làm phải được chục năm rồi, chục năm rồi. Hiệu quả của làm nội thất bằng máy nó sẽ như là nó nhanh đúng không? Đỡ mỏi tay đúng không? Nó không bị giữ ẩm ở bên trong. Đúng rồi, đúng rồi. Như nếu mà mình đánh chẳng. Bằng cái bàn chải kia là nó mình không mình dùng bằng súng xì. Đúng rồi. Súng xì không đâu. Tại vì anh hiểu là cái tại sao nó sinh ra cái máy lốc xoáy này làm gì? Cái lốc xoáy nó rất là hiệu quả, tại vì khi mình cấp hơi vào độ xoáy rất là lớn, nó tạo được cái độ văng của nước và bẩn lên rất là mạnh. Bây giờ mình bắn khô này, bắn khô hết này. Đó, bắn khô hết luôn. Như này thì nó sẽ rất hiệu quả cho anh trong công việc để anh làm chăm sóc. Đúng không ạ? Nó rất hiệu quả cho anh. Nói chung là nó hiệu quả cực kỳ luôn, nó nhàn cho mình hơn rất nhiều. Thật ra nếu anh mà làm như là anh mà vệ sinh nó rất là nhanh, nó không mất sức khỏe của mình nhiều. Một ngày mình sẽ giải quyết được khá nhiều công việc của mình. Được, chấp nhận được hai cái này. Ok chưa? Ok nhá. Ok.